Về việc phát triển các kênh riêng trên YouTube, Tịnh Thất Bồng Lai được chú ý nhờ việc năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ, đi thi thách thức danh hài mùa năm và trở thành quán quân, chiến thắng cả hai vòng với tổng tiền thưởng 300 triệu đồng. Kênh của năm chú tiểu này được đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, đăng tải cuộc sống của các em nơi đây, thu hút rất đông người theo dõi với hơn 2 triệu người đăng ký kênh. Bên cạnh kênh YouTube về cuộc sống của năm chú tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ còn sở hữu một số kênh YouTube khác như Đạo Pháp, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ 95.200 lượt đăng ký, Nhị Nguyên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ 38.800 lượt đăng ký, Âm Nhạc Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ 43.200 lượt đăng ký. Có thể thấy đây là một nguồn thu nhập không nhỏ cho các thành viên ở cơ sở này. Điều đáng chú ý, nếu trước đây, ở phần giới thiệu của kênh YouTube về năm chú tiểu, có để lại thông tin số điện thoại, số tài khoản để quyên góp, tài trợ cho các chú tiểu thì mới đây, những thông tin này đã bị xóa sạch. Về việc này, Nhất Nguyên đại diện Tịnh Thất Bồng Lai cho biết, kênh YouTube năm chú tiểu do một công ty khác quản lý. Phía Tịnh Thất hoàn toàn không nắm được các thông tin đã bị xóa. Vậy công ty khác, ở đây là công ty nào nếu không phải là công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Điền Quân? Thật khó đưa ra cách giải thích khác. Không thể nói Điền Quân không biết Tịnh Thất Bồng Lai, không phải là chùa và những người sinh sống ở đây chỉ là giả sư, giả ni, giả tiểu. Trước khi có chương trình thách thức danh hài mùa năm 2018 và mùa 6 2019 thì tiểu Nico Huyền Trân đã dính lùm xùm. Ở cuộc thi The Voice Kids 2014 xảy ra cuộc tranh cãi giữa Quang Lê và Phi Nhung. Đặc biệt, khi hai giả sư Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên tham gia cuộc thi tuyệt đỉnh song ca 2017, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, khẳng định trên báo chí, Tịnh Thất Bồng Lai không phải là chùa. Hai người có tên Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên, giả dạng nhà tu và có những việc làm sai trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, sự trang nghiêm của Giáo hội tỉnh Long An. Không chỉ ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An mà tăng ni, Phật tử thuần thành của tỉnh Long An đều rất bức xúc. Chính vì vậy, nhà sản xuất chương trình là công ty Sen Vàng đã phải xin lỗi, hai giả sư, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên đã phải dừng cuộc chơi. Sang năm 2018, Điền Quân lại sản xuất thách thức danh hài với sự tham gia của năm chú tiểu, đến từ chùa Bồng Lai. Qua tay chùm truyền thông Điền Quân, năm cháu bé được truyền thông rộng rãi là năm chú tiểu mồ côi được cưu mang bởi Hòa Thượng Thích Tâm Đức tên thật Lê Tùng Vân, cùng những thành viên sống tại tịnh thất này đều là sư thầy, sư cô, chú tiểu. Sức mạnh của chùm truyền thông Điền Quân làm át đi những phản đối, kể cả bằng văn bản của Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Cho đến giờ báo chí vẫn còn lưu những bài viết về vụ lùm xùm này, nhiều người đã kiến nghị dừng phát sóng. Tuy vậy, Điền Quân vẫn lớn tiếng trên báo chí. Các bé có hộ khẩu, khai sinh, người giám hộ đàng hoàng. Bởi vậy, Điền Quân chúng tôi không có gì phải lo lắng về chuyện luật pháp. Chỉ có vài vấn đề xảy ra gần đây thì đó là chuyện của người lớn, không liên quan đến năm chú tiểu hay chúng tôi. Mọi thứ đều có cơ quan chức năng giải quyết, ai làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm. Trẻ con có tội tình gì đâu mà bắt chúng phải chịu trách nhiệm cho người lớn. Đó, tại thời điểm thách thức danh hài mùa 6 năm 2019, chưa có ai được tận mắt nhìn thấy tấm giấy chứng sinh, giấy khai sinh của năm bé, ngoài ông Điền Quân và những người trong thiền am. Trên giấy chứng sinh, giấy khai sinh đều ghi rõ họ tên của người mẹ. Ấy vậy mà ông Điền Quân vẫn khẳng định các bé là trẻ, mồ côi. Dù đã biết Tịnh Thất Bồng Lai không phải là chùa nhưng Điền Quân vẫn khẳng định năm cháu bé là năm chú tiểu. Đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, HTV vẫn liên tục chiếu các phóng sự về năm chú tiểu. Ngoài ra, ông chủ Điền Quân cùng ông phó tổng giám đốc Khương Dừa không ít lần về tận Tịnh Thất Bồng Lai, quay các clip quảng bá lừa đảo về hoa ưu đàm hoặc tu liền thành Phật và các phép lạ của Tịnh Thất Bồng Lai. Từ tất cả những bằng chứng nêu trên, hoàn toàn có quyền hoài nghi Điền Quân cố ý cùng Tịnh Thất Bồng Lai lừa đảo. Gần đây nhất, ông chủ tịch tỉnh Long An đã cho biết, công an đang vào cuộc, mọi việc về cơ bản đã xong. Nếu mai này có khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai thì chớ có quên vai trò đồng phạm của ông chủ Điền Quân cùng ông phó giám đốc Khương Dừa. Ngay bây giờ, công an nên tiến hành điều tra, sao kê các tài khoản quyên góp của Tịnh Thất Bồng Lai, xem tổng số tiền lừa đảo là bao nhiêu và ai thực sự là chủ các tài khoản này, để đánh giá chính xác sai phạm của từng người trong vụ án.